trong Conan, ngoài tập hợp dàn nhân vật máu mặt, nói chuyện với nhau bằng đầu súng và cãi nhau bằng não, thì thường ngay để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình, họ còn thông thạo luôn cả khả năng giấu nghề. Từ hai anh hàng xóm giấu nghề Akai, đầu bếp giấu nghề Rum, trẻ con giấu nghề Conan Haibara, đến cả ông bác Mori lụt nghề, thì những năm trở lại đây còn có sự góp mặt của một vị giáo viên tên Rumi, cũng thông thạo khả năng giấu nghề nốt. Tuy đều được biết đến là có mối thâm thù với tổ chức, đã thế cô lại không thuộc phe Conan, nhưng sự hiện diện của Rumi vẫn đủ sức khiến Rum đích thân lần mò ám sát. Vậy rốt cuộc, nhân vật Rumi là ai? Hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về vị giáo viên này nhé! Hiện tại trên Summer Shop đang có chương trình khuyến mãi Buster chỉ với 1.000 đồng! 1.000 đồng! Các Buster đã được giảm giá là băng rau trắng này, rau đen này, này không biết. Nhưng mà hiện tại đăng 3 Buster này đang giảm giá với giá trị 1.000 đồng trên Sama Shop vào ngày 17 tháng 6 vào lúc 3 giờ chiều. Hãy nhớ vào đúng giờ đó lên Shopee và săn sale nhé. Với tên thật là Rachel Asaka, sau vụ án 17 năm trước, cô thay tên đổi họ thành Rumi Wakasa và xuất hiện trở lại với vai trò là phó chủ nhiệm lớp 1B ở Chap 966. Khoác bên ngoài là sự đơn thuần và hậu đậu. Đã thế trong lần xuất hiện đầu tiên, cô còn tỏ ra khá sợ hãi khi phải đi vào nhà kho một mình và buộc phải nhờ đám nhóc đi cùng. Thế nhưng ít ai ngờ đằng sau vỏ bọc ấy lại là một người phụ nữ đáng sợ, luôn lợi dụng và dẫn dụ Conan đến những vụ án khác nhau. Trong đó, nổi bật là vụ cướp số vàng trị giá 200 triệu yên được giấu trong nhà kho sau trường học, hay vụ hàng xóm giết người. Tính đến hiện tại, vẫn chưa rõ vì sao cô lại có những hành động như vậy, nhưng rất có thể Rumi đang muốn thăm dò gì đó ở Conan. Khi mà cô liên tục có khả năng suy luận nhanh hơn cả thằng nhóc, nhưng lại luôn tỏ ra vụng về rồi lợi dụng điều đó nhằm đưa ra gợi ý cho cậu. Đồng thời với cái tên giả của cô, Gosho Aoyama tuyên bố đã đặt tên Rumi theo tên của Rumiko Takahashi, tác giả của bộ truyện tranh Urusei Yatsura hay Inuyasha. Với khả năng hơn người, nhưng thay vì tỏ ra thông minh hay lanh lợi trong những vụ án, Rumi luôn che giấu chúng trong sự ngây thơ. Đối với trang phục, cô thường chuộng những bộ trang phục kín cổng cao tường và đeo lên mặt một vẻ ngoài vô cùng nai tơ. Và có vẻ như những nhân vật trong Conan có gu thời trang khá là phản thời tiết. Khi đi đến cả biển, Rumi vẫn quyết đồng hành cùng một bộ trang phục kín đến tận cổ. Lý giải cho điều này, ở chắc 1005 khi ở một mình, cô đã để lộ những vết sẹo dài và sâu in hẳn lên hai bắp tay lẫn eo. Có thể nói, đây chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất về thân phận không tầm thường của Rumi trong quá khứ. Khi có lẽ trong 17 năm về trước, cô đã phải đụng độ với những đối thủ đáng gờm. Đồng thời, mắt phải của Rumi có thể là giả, hoặc cũng có thể hoạt động không được tốt, khi chúng luôn khiến cô vô tình đụng đầu vào nhiều tình huống khác nhau. Hay trong Chap 988, khi Ayumi bất ngờ gọi cô, Rumi đã phải loay hoay một lúc, như thể mắt phải của cô ngay lúc này không thể nhìn thấy được và buộc phải nghiêng đầu qua phải và dùng mắt trái để nhìn cô bé. Thư hưởng một nửa dòng máu Nhật từ mẹ, không rõ bố Rumi là người nước nào, nhưng gia thế của cô khá phức tạp. Khi Rumi còn nhỏ, bố cô vốn là vệ sĩ trong một nhà tài phiệt có mối liên hệ mật thiết với CIA và FBI tên Amanda. Nhưng trong một cuộc đọ súng, ông vì đỡ đạn cho bà mà đã phải hy sinh. Khi ấy có lẽ chính mắt Rumi đã nhìn thấy hung thủ và cũng là nạn nhân, thế nên sau khi làm chứng tại tòa, cô được mời vào chương trình bảo vệ nhân chứng nhằm thay tên đổi họ để có cuộc sống mới. Tuy nhiên, Rumi đã từ chối lời mời để nối gót theo chân người bố làm vệ sĩ. Dựa vào lời kể của Amanda, vì khi ấy mẹ cô cũng đã qua đời nên bà đã đồng ý cho Rumi tiếp nhận chương trình huấn luyện vệ sĩ và đi theo mình. Năm cô 20 tuổi, Amanda và Rumi có một cuộc gặp mặt với doanh nhân Haneda Koji tại phòng của anh để chơi cờ trong một khách sạn tại Mỹ. Vốn có gia thế không phải dạng vừa, đã thế Amanda có muốn ứng cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của Hoa Kỳ. Vì vậy ngoài Rumi, theo sau bà khắp khách sạn còn được bố trí rất nhiều vệ sĩ của Amanda. Thế nhưng họ vẫn không thể nào bảo vệ được bà lúc đó. Người trong tổ chức dưới sự điều khiển của Rum đã tìm cách hạ từng người một rồi bất ngờ tấn công vào phòng của Amanda. Không rõ giữa bà và tổ chức có mối quan hệ như thế nào, nhưng khi nhận thấy điều chẳng lành, Amanda đã lừa Rumi sang phòng Koji, còn mình ở lại đối mặt với Rum. Sau khi nắm thóp được Amanda, thứ hắn muốn còn là Rumi, thế nên Rum đã quyết định dùng bà để dụ cô xuất hiện. Tuy nhiên điều không ngờ chính là bà lại quyết định bảo vệ cho cô và nuốt viên thuốc tổ chức mới chế tạo ra rồi qua đời, không cho gã có cơ hội gặp được Rumi. Ngay sau đó, Rum lại một lần nữa mò đến được phòng của Koji. Nhưng ở đây anh cũng vì bảo vệ cô, quyết không khai bất kỳ điều gì. Thế nên ngay sau đó, chính Koji cũng bị bọn chúng ép nuốt APTX 4869 rồi qua đời.
Trong khi đó, Kuroda thuộc khoa kế hoạch an ninh sở cảnh sát Tokyo được cử đi gặp Amanda ở Mỹ. Nhưng khi ông đến được phòng thì mọi người đã chết và Rumi cũng vừa tỉnh dậy. Hiểu lầm rằng ông đã giết Koji, cô liền ra sức tấn công ông nhưng một lần nữa bị đánh ngất và được Kuroda đưa đi trốn trước sự truy đuổi của tổ chức. Nhưng đến ngã tư, cả hai bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm trực diện và tạo nên một vụ nổ lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Vì vậy, Ram đành phải rút lui. Kuroda thì bất tỉnh đến 10 năm sau, trong khi Rumi đã trốn thoát. Và sau khi cái xác của Koji và Amanda được phát hiện tại khách sạn, cùng sự mất tích của cô, vì không có bất kỳ dấu vết nào của tổ chức được tìm thấy tại hiện trường, thế nên phía cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và liệt Rumi vào diện truy nã tình nghi số 1. Và cũng trong khoảng thời gian sau khi chạy trốn, cô đã nhiều lần đụng độ với tổ chức. Khi bị bọn họ liên tục tấn công, Rumi đã có cơ hội gặp được bố của Akai, cũng đang được mời sang để điều tra về cái chết của Koji. Cứ như vậy, Rumi được ông bảo vệ và chạy thoát. Sau 17 năm dài đằng đẵng, khi cô đã 37 tuổi, đây cũng là thời gian mạch truyện đang diễn ra. Không rõ sau ngần ấy năm Rumi đã làm gì, nhưng dạo gần đây cô liên tục đăng những bài báo liên quan đến vụ án 17 năm trước lên Internet và chúng đã vô tình được Conan tìm thấy. Dẫu cho bài viết có liên tục bị xóa, nhưng Rumi vẫn cứ đăng và một khoảng thời gian sau đó thì cô đột ngột xuất hiện với vai trò là phó chủ nhiệm của lớp 1B. Ở đây, sau khi cùng Conan phá giải vài vụ án và được lên báo, sự tồn tại của cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Ram. Vì khi ấy, cô là người duy nhất sống sót, dù không chính thức thấy mặt của gã, nhưng lại bị Rumi nghe thấy giọng. Thế nên nhằm diệt trừ tận gốc, Ram đã đích thân lập kế hoạch săn đuổi cô. Giống với Haibara, Rumi có lẽ cũng sở hữu khả năng đánh hơi được mùi của đám người trong tổ chức. Khi trước những lần Ram xuất hiện, cô luôn nhanh chóng cảm nhận và tìm ra được vị trí của hắn nhằm tiến hành quan sát từ xa. Như sự xuất hiện của Ram dưới vai trò là người giao thức ăn tại trường tiểu học, hay kể cả là sự theo dõi của hắn thông qua camera ở tòa nhà Nishitopia trong chap 1105. Bằng một cách nào đó, cô đều có thể nhận ra và thoát kịp thời. Đồng thời, Rumi còn có khiếu giác nhạy ngang ngửa với Conan. Khi ở chap 1032, trước một cái xác vẫn chưa được phân hủy, thế nhưng cô cùng cậu nhóc đã nhanh chóng đánh hơi được mùi tanh của máu ở một cự ly khá xa. Dù vẫn chưa rõ Rumi đang sử dụng loại võ gì, thế nhưng khoản đấu tay đôi thì hầu như không ai có thể đọ lại cô cho đến thời điểm hiện tại. Một cân luôn cả ba bọn cướp và đánh chúng thừa sống thiếu chết. Hay ở bãi biển, Rumi còn dư sức đánh cho cả hội lừa đảo lăn lê bỏ lết. Nói đâu xa khi về Ray, thuộc cơ quan cảnh sát tình báo phụ trách an ninh quốc gia. Với thân phận đó, anh khá giỏi đấm bốc và jiu-jitsu. Thế nhưng trong một lần chạm mặt, vì muốn lấy lại quân cờ Shogi từ chỗ Ray, Rumi chỉ với vài đường quyền đã có thể đánh ngất luôn cả anh. Không những vậy, trong quá khứ, Amanda còn miêu tả năng lực của cô ngoài việc đánh bay kẻ xấu, Rumi còn đánh bay cả con đường tình duyên khi cô quá mạnh và hầu như không có người đàn ông tốt nào dám bén mảng đến. Phải nói Rumi có đầu óc khá nhanh nhạy khi trong nhiều tình huống, đôi lúc cô còn nhạy bén hơn cả Conan, không ít lần phát hiện ra vấn đề trước cả cậu nhóc. Nhưng thay vì trực tiếp đưa ra gợi ý cho Conan, Rumi lại cố tình giàn dựng, sắp xếp chúng thu hút sự chú ý của cậu nhóc. Từ việc vô tình làm rách tấm giấy thời khóa biểu ở trên trường nhằm khiến cậu nhóc chú ý và giải ra mật mã nơi giấu tiền ở trường học, đến cả vụ án giết người trong lều cháy, Rumi đều chọn cách lợi dụng đám nhóc nhằm đưa gợi ý đến Conan. Ngoài ra, vượt mặt Conan có là gì? Khi đến Ram cũng từng một lần bị Rumi lừa và tấn công ngược lại, hai tên thuộc hạ của hắn là Kianti và Con, buộc Ram phải rút ngay sau đó. Trong quá khứ, Amanda cũng đã từng miêu tả Rumi ngoài khả năng võ thuật, cô còn thừa sức với các loại vũ khí. Và ở chap 1109, từ xa cô vẫn có thể ngắm chính xác vào vai Kianti, lật ngược ván cờ khiến Ram vô cùng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, dù sở hữu khả năng hơn người, nhưng cô lại có một điểm yếu nằm ở mắt phải. Như chúng mình đã đề cập ở trên, trong nhiều tình huống, mắt phải của Rumi gặp một vài vấn đề, khiến cô không nhìn rõ được và đụng đầu liên tục. Trong khi đó, được biết Ram cũng có một con mắt là giả. Thế nên khi mới xuất hiện, Rumi đã bị Conan đưa vào diện tình nghi khi nhận ra mắt của cô cũng có vấn đề. Tuy nhiên sau khi Ram lộ mặt và bất ngờ thay hắn lại là một kẻ khác, trong khi đó có vẻ như mắt của Rumi đã như vậy cách đây 17 năm về trước. Khi có lần cô từng bảo rằng mắt phải của mình giật liên tục, và khi ấy Koji đã suy đoán rằng chúng rất có thể là mù thoáng qua, khi mạch máu quanh mắt bị tắc nghẽn khiến cho mắt bị giảm thị lực tạm thời. Tuy nhiên trên hành trình trở lại, có vẻ như chúng cũng chẳng cản trở được năng lực của Rumi, khi cô vẫn có thể dễ dàng hạ gục được đối thủ trong điều kiện thiếu ánh sáng. Giống với vẻ bề ngoài dễ gần của mình, trong mọi trường hợp, Rumi đều tỏ ra là một người khá hòa đồng và dễ gần khi chỉ mới làm phó chủ nhiệm có một ngày.
cô đã có thể làm quen và tiếp cận được với nhóm của Conan, cũng như đồng hành cùng tụi nhóc trong rất nhiều vụ án về sau. Ngoài ra, những người xung quanh Akai hay cảnh sát, Rumi đều có thể thích nghi kịp thời và bắt chuyện một cách khá tự nhiên. Tuy nhiên, một lần nữa ít ai ngờ rằng Rumi dù không chống lại tổ chức và thường xuyên đồng hành cùng đội thám tử nhí, thế nhưng khi đối mặt trước sự ám sát của Ram, cô sẵn sàng dùng bọn họ để làm mồi nhử tìm ra vị trí của Chianti và Con. Hành động này đã khiến Ram liên tưởng đến một chiến thuật trong cờ vua được gọi là The Queen's Gambit. Chúng được hiểu như cố ý để quân của mình bị ăn mất nhằm giúp quân hậu dễ dàng hành động. Đồng thời, dù liên tục ra tay bảo vệ tụi nhóc, nhưng ở chap 1034, khi được Ayumi tặng chiếc cỏ bốn lá mà cô bé cất công tìm được, dù bề ngoài tỏ ra vui vẻ đón nhận nó, nhưng ngay sau khi Ayumi quay mặt đi, cô liền lạnh lùng phủi nó ra khỏi chiếc khăn tay của mình. Với hành động đó của Rumi thực sự khiến người khác không khỏi dấy lên sự nghi ngờ liệu rằng cô có thực sự tốt tính và thân thiện như những gì trước đây bản thân đã gây dựng. Sau khi bố của Rumi vì bảo vệ Amanda mà qua đời, trong quá trình nuôi dưỡng cô, bà đã dần xem Rumi như con gái của mình và chính bản thân cô cũng đã coi Amanda như một người thân trong gia đình. Bởi vậy mà khi nhận thấy điều chẳng lành ở khách sạn vào 17 năm trước, bà đã ngay lập tức lừa Rumi đi và quyết ở lại chịu trận. Mà đến khi nghe Ram muốn cô về phe của tổ chức và biến mối quan hệ giữa bà với tổ chức thành người một nhà, khi ấy Amanda dường như hiểu được ý định đen tối của Ram nên đã quyết định nuốt APTX 4869 rồi bỏ mạng mà không khai ra Rumi. Đồng thời trước cái chết của Amanda, chúng đã khiến cô ân hận và tức giận tột độ, quyết tâm tìm Ram báo mối thù năm xưa. Trong khi đó, dù mới gặp được vài lần và vẫn chưa rõ mối liên hệ giữa Koji và Rumi như thế nào, tuy nhiên có lẽ anh lại tỏ ra khá thích Rumi lẫn vẻ bề ngoài mạnh mẽ của cô. Và cũng chính tình cảm đó mà khi bị Ram truy đến tận phòng, Koji cũng quyết đem Rumi giấu sau kệ sách và đối mặt với hắn, không khai ra bất kỳ điều gì. Kết quả vì giết thừa còn hơn bỏ sót, hắn đã ép anh nuốt luôn APTX 4869 rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, trước khi đánh ngất Rumi và gặp Ram, có lẽ Koji đã thừa biết bản thân khó giữ được mạng. Thế nhưng vì cô, anh vẫn quyết liều và trước khi đánh ngất Rumi, anh cũng đã kịp đưa lại cho cô một quân cờ Shogi, thứ được xem như bùa hộ mệnh của mình với lời nhắn nhủ: đứng trên cao nhìn về xa mới có thể phát hiện được nước cờ tốt nhất. Và cũng chỉ cần duy trì quan sát một cách thấu đáo, ắt sẽ có thể nhìn ra được cơ hội để phản công. Cũng bởi vậy mà đến hiện tại, cô luôn duy trì một vị trí cao hơn để âm thầm quan sát con mồi. Đó là khi thăm dò Conan hay phản công Ram, ở Rumi luôn có sự chậm rãi và đưa ra những nước đi không ai lường trước được. Đồng thời quân cờ năm xưa Koji để lại vẫn luôn được cô xem là vật bất ly thân và luôn mang nó đi theo bên mình, như một cách khắc cốt ghi tâm cái chết năm xưa của anh. Là kẻ đứng sau cái chết của hai người Rumi yêu thương nhất, bởi lẽ đó mà cô luôn ghim chặt mối thù với Ram trong lòng. Tuy nhiên vì ngày định mệnh 17 năm trước, Rumi lại chẳng nhìn thấy mặt hắn, mà chỉ có cơ hội nghe được giọng của Ram khi hắn nói chuyện với Koji. Tuy nhiên bằng một cách nào đó sau khi trở lại, Rumi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của gã. Trong khi đó, dù chỉ bị nghe thấy giọng, nhưng với lối hành xử của tổ chức là phải diệt trừ tận gốc, dọn sạch mọi dấu vết, Ram sau khi nhận ra sự tồn tại của Rumi cũng đã và đang trực tiếp chỉ đạo Chianti và Con ra tay ám sát cô. Tuy nhiên sau lần thất bại ở chap 1009, ông cũng bắt đầu ý thức được độ thâm hiểm của Rumi và thực sự đánh giá cao khả năng của cô, cũng như sẵn sàng nâng cao chiến lược để diệt trừ Rumi trong thời gian sắp tới. Cũng là một người có liên quan đến vụ án 17 năm trước và đã đem Rumi bỏ trốn. Do đó, sau khi gặp lại Rumi, Kuroda tỏ ra rất am hiểu về con người của cô, nhất là sau khi đọc được bài báo viết về Rumi và đội thám tử nhí xuất hiện trong một vụ án gần đây. Kuroda đã ngay lập tức tìm đến buổi cắm trại nơi có sự xuất hiện của Rumi để thăm dò. Trong khi đó, dù đã 17 năm trôi qua, nhưng Rumi vẫn nghĩ chính ông có liên quan đến cái chết của Koji và Amanda. Thế nên chỉ cần chạm mặt với Kuroda, cô liền bộc lộ rõ sự khó chịu và hiểm khích. Tuy nhiên dù bị Rumi coi như kẻ gai trong mắt và quyết tâm báo thù, thế nhưng nếu đối với Ram, cô đã nhiều lần ra tay đáp trả, thì trong khi đó Rumi lại chưa có động tĩnh gì với Kuroda. Vì vậy mà nhiều người cho rằng cô chỉ đáng trách tại sao khi ấy ông bỏ mặc không cứu Koji và Amanda kịp thời. Ở chap 988, khi chiếc lều bị cháy, Rumi cũng đã từng ẩn ý rằng có thể do ông mãi quan sát đối tượng của mình mà bỏ mặc căn lều đang cháy bên cạnh. Với vẻ mặt hung tợn, có lẽ cô cũng đang mượn hình ảnh lều cháy để nhắc khéo chuyện năm xưa với Kuroda. Trong khi đó, dưới vai trò là chủ nhiệm của lớp 1B, Rumi hết lần này đến lần khác như đang tỏ ý thăm dò sự thông minh của Conan khi trực tiếp quan sát cậu phá án. Đồng thời cũng sớm nhìn ra được mánh khóe gây mê người khác của cậu nhóc và nhiều lần nở nụ cười ẩn ý. Và không riêng gì với Rumi, Conan cũng đã sớm nhận ra sự bất thường của người giáo viên này mà hết sức đề phòng.
Nhất là sau khi nhiều lần phát hiện ra, cô luôn cố ý sắp đặt tất cả để bọn nhóc chứng kiến những vụ giết người và buộc Conan phải bỏ cuộc. Ngoài ra, khi đồng hành càng lâu, cậu nhóc càng nhận thấy nhiều mặt đáng nghi của cô giáo này, như việc cô vứt đi cỏ bốn lá mà Ayumi tặng, hay những hành động mờ ám bất thường của Rumi. Dù chưa rõ cô đang có ý định gì, nhưng Conan cùng Akai cũng đã sớm nhận ra được Rumi chính là người vệ sĩ đã mất tích bên cạnh Amanda 17 năm về trước. Đồng thời, không chỉ riêng gì bọn họ, mà Rumi sau cái chết của Amanda và Koji cũng dần tìm hiểu và biết được loại thuốc APTX-4869, và có thể là Rumi còn tìm hiểu được nhiều hơn cả vậy. Khi chỉ xuất hiện mới đây, nhưng có lẽ cô cũng phần nào đó chú ý đến thân phận của Conan lẫn Haibara. Ngoài ra, ở chap 1097, cô từng miêu tả Haibara chính là con gái của người phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi. Điều này như thể đang ám chỉ mẹ Haibara chính là Elena Miyano, người tạo ra APTX-4869, thứ đã từng được Ram dùng để tước đi sinh mạng của Amanda và Koji 17 năm về trước. Đồng thời, trong khi Conan không mấy thiện cảm với Rumi, thì Haibara lại tỏ ra yêu mến vị giáo viên này. Có lẽ chúng xuất phát từ việc được chứng kiến cảnh Rumi ra tay bảo vệ lũ nhóc khỏi tên sát nhân. Tuy nhiên, vẫn là người xem thấy rõ nhất, cô vốn chẳng được dễ mến như vẻ bề ngoài, khi sẵn sàng đẩy Kobayashi và lũ nhóc vào nguy hiểm chỉ để tìm ra chỗ của Kianti và Con. Dù khi ấy, viên đạn của Kianti và Con đã bắn trượt qua Kobayashi, tuy nhiên sẽ ra sao nếu chẳng may viên đạn ấy thực sự trúng vào người họ? Kết quả chắc có lẽ chỉ mình Rumi hiểu rõ nhất, nhưng cô vẫn làm. Điều này còn khiến Ram bất ngờ đánh giá cao năng lực của Rumi, vì cô sẵn sàng xem sinh mạng của những kẻ vô tội như một quân cờ mà tùy ý điều khiển. Tính đến hiện tại, dù vẫn chưa rõ Rumi sẽ theo phe nào, thế nhưng với những gì đã thể hiện, đối với tổ chức có lẽ cô chính là một đối thủ đáng gờm, được tác giả khai thác trong thời gian sắp tới, đóng góp không ít công sức vào lật đổ tổ chức, hay nói cụ thể ở đây chính là Ram. Và điểm mấu chốt còn nằm ở việc cô thực sự vẫn không theo phe nào, khiến Rumi trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Điều này càng chứng tỏ dù xuất hiện khá muộn, thế nhưng với quá khứ mà nhân vật này mang đến, chắc chắn Rumi sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu trên hành trình báo thù xuyên suốt mạch truyện. Và đó là cảm nghĩ của chúng mình về nhân vật Rumi. Còn các bạn có cảm nghĩ ra sao về nhân vật này? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!